Hello, chào quý anh chị em. Sau đây là cách download mà easy and popular nhất. Tất cả các video từ các website, website nổi tiếng, ví dụ như hay là website thường, ngoài trừ YouTube thôi. YouTube thì dùng cách khác. Thì cách này á, thì nó nhanh gọn lẹ để download tất cả website như là CNN, Washington Post, rồi Wall Street, rồi đại khái như vậy á. CNBC rồi. Okay, thì cách này là lẹ nhất. Thì trước tiên á, thì quý anh chị em phải mở cái Google Chrome lên. Okay, hết Google Chrome. Vô google.com, hết google.com không? Nên đánh chữ plus video download the okay. Nó sẽ hiện ra cái lúc mà mình tìm thì cái phần đầu tiên đó là nó sẽ hiện ra là Plus Video Download the Google Chrome. Thật sự là cái này nó có sẵn trong cái extension của cái Google Chrome mà 2018. Nếu mà mình click vô chỗ trên này, chỗ góc đỉnh trên bên phải mà nó có cái ba cái chấm, mình lấy như extension đó. Mình click vô chỗ more more tools. Rồi mình click vô extension đó, thì mình cũng có thể tìm được. Nhưng mà sợ có nhiều cái quý anh chị em mà xài cái 2000 cái cũ á, cái Google cũ á, Google Chrome cũ, tức là cái browser á, thì nó không có, nhiều khi nó chưa có. Cho nên tôi chỉ cách dễ nhất, cách mà cho nó phù hợp với tất cả những loại Google Chrome. Nếu mà chị update á, thì mình chỉ search thôi, tức là vô google.com mình đánh chữ plus video download được. Mình search nó, tức là mình tìm nó, rồi xong nó sẽ hiện ra plus video download được. Thì mình thấy click vô chỗ này, okay, thì mình thấy là cái plus video download là nó ở đây. Thì mình muốn download nó, mình chỉ cần add vô cái Google Chrome thôi. Nó có chữ add to Chrome, thì mình click vô đây. Ok, thì nó hỏi cái này không có sao hết trơn. Thật sự nó không có change gì nhiều ở trên. Mình add extension vô. Ok, khi mà nó nói installation successful, bây giờ thử, bây giờ mình vô thử những cái website, coi 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 làm sao download nó ha, download nó mấy cái video chẳng hạn như Washington Post Magazine không, những download. Ok, The Washington Post. Ok, mình vô trong đây mình kiếm cái video nó, mình coi coi làm sao download cho nó. Ok, chẳng hạn ở đây là nó có cái video là Trump vô trang nào thì những cái video nào ở trên trang đó nó sẽ tự động hiện ra. Thì mình có chẳng hạn như Trump name make acting chief of staff. Thì bây giờ mình muốn download cái video này thì sao? Ok, thì dễ lắm vậy. Quý anh chị nhìn lên trên góc trên đỉnh trên phải, đỉnh trên đỉnh góc trên bên phải tức phía trên đó, thì thấy cái mũi tên không? Thì quý anh chị em chỉ cần click vô cái mũi tên đó, sẽ thì quý anh chị em thấy những cái tin mình muốn, những cái video á, nó sẽ hiện ra ở trên cái trang này. Mình chỉ download thôi. Thí dụ như bây giờ
muốn download cái phần thứ nhất này, thì bây giờ mình thực sự mình chỉ trong cái trang này nó chỉ có ba cái video thôi, thì quý chị em chị download thử một cái chị ok thì đây download cái star này theo thì ok rồi save save your desktop thế coi coi nó nói cái gì. Ok nó download rồi, xong rồi không xong quý chị em chỉ mở nó thôi coi có này là cái gì. Ok, so, cái này thực sự là cái video của President President Trump name Mick Mulvaney, Acting Chief of Staff. Ok, sau so, trong video này nó có ở trong trong cái trang này á thì nó có ba cái video hiện ra, ba video, còn mình muốn đi muốn coi cái video khác á, mình muốn download cái video mà nằm ở trang khác thì mình vô cái trang khác thôi. Ok thì ở đây trong cái trang này nó chỉ có ba cái video, cho nên khi mà mình click trên chỗ mũi tên này thì nó chỉ hiện lên ba cái video thôi. Thì mình thật sự ở đây nó không có hiện ra cái tên rõ, cho nên mình không biết cái video nào hết, cho nên mình nhìn thứ tự thì mình biết chưa. Còn không thôi download xuống thì cũng được nha, rồi nhìn nhìn cái tên thì mình biết là cái video tên gì thì mình download xuống thôi, nó dễ cực kỳ. Vì dẫn tỉ qua qua cái Pelosi Next Challenger. Ok, bây giờ cái video chính của nó là What Pelosi's 4-year term limit deal mean for House Democrats. Ok thì quý anh chị thấy cái mũi tên này không, cũng vô cái mũi tên đó nữa, click vô và thấy không, Pelosi next challenge is governing something rồi right. Ok rồi hết chữ star. Ok rồi rồi say nữa, đây nó nói Pelosi next challenge is governing liberal in an area of divide government, The Washington Post says. Rồi xong khi mà xây á, mình dĩ nhiên mình biết chỗ nào rồi phải không? Rồi xong bắt đầu check có phải cái video mình muốn không? I feel very comfortable about what they are proposing, and I feel Xây. very responsible to do that, whether it passes or not. It's easy, right? Pelosi next challenge. Pelosi next challenge. Challenge. Each governor liberal in an era of divided government. Okay. So same thing with những cái website khác. Ok. So cảm ơn quý anh chị theo dõi cái phần chỉ dẫn hôm nay. Và hẹn gặp lại các anh chị lần sau. Nếu mà muốn biết học thêm thì có gì subscribe and comment dưới cái channel này. Ok. Thank you and goodbye. Hello quý mấy anh, chào quý anh chị em. Sau đây là cách download mà easy and popular nhất. Tất cả các video từ các website website nổi tiếng, ví dụ như hay là website thường ngoài trừ YouTube thôi. YouTube thì dùng cách khác. Thì cách này á, thì nó nhanh gọn lẹ để download tất cả website như là CNN, Washington Post rồi Wall Street rồi đại khái như vậy á. CNBC rồi. Okay, thì cách này là lẹ nhất. Thì trước tiên á thì quý anh chị em phải mở cái Google Chrome lên, cái hết Google Chrome. Ok, vô google.com, hết google.com không, nên đánh chữ plus video
download the, okay. And then nó sẽ hiện ra cái lúc mà mình tìm thì cái phần đầu tiên đó là nó sẽ hiện ra là Flash Video Download the Google Chrome. Thật sự là cái này nó có sẵn trong cái extension của cái Google Chrome mà 2018. Nếu mà mình click vô chỗ trên này á, chỗ góc đỉnh trên bên phải mà nó có cái ba cái chấm á, mình click vô extension á, mình click vô chỗ more tools, rồi mình click vô extension á, thì mình cũng có thể tìm được. Nhưng mà sợ có nhiều cái quý anh chị em mà xài cái 2000 cái cũ á, cái Google cũ á, Google Chrome cũ, tức là cái browser á, thì nó không có, nhiều khi nó không, nó chưa có, cho nên cách cho nên tôi chỉ cách dễ nhất, cách mà cho nó phù hợp với tất cả những loại Google Chrome. Nếu mà chị update thì mình chỉ search thôi, tức là vô google.com mình đánh chữ Flash Video Downloader, mình search nó, tức là mình tìm nó, rồi xong nó sẽ hiện ra Flash Video Downloader, thì mình thấy click vô chỗ này, okay, thì mình thấy là cái Flash Video Downloader là nó ở đây, thì mình muốn download nó, mình chỉ cần add vô cái Google Chrome thôi, nó có chữ add to Chrome, thì mình click vô đây. Ok, thì nó hỏi cái này không có sao hết trơn, thật sự nó không có change gì nhiều ở trên, mình add extension vô. Ok, so khi mà nó nói installation successful, so bây giờ thử bây giờ mình vô thử những cái website coi làm sao download nó ha, download mấy cái video chẳng hạn như Washington Post magazine không, mình muốn download. Ok, The Washington Post. Ok, mình vô trong đây, mình kiếm cái video nó, mình coi làm sao download cho nó. Ok, chẳng hạn ở đây là nó có cái video là trong vô trang nào thì những cái video nào ở trên trang đó nó sẽ tự động hiện ra. Thì mình có chẳng hạn như trong name make internship of staff. Thì bây giờ mình muốn download cái video này thì sao? Ok, thì dễ lắm nha. Quý anh chị nhìn lên trên góc trên đỉnh trên phải, đỉnh trên đỉnh góc trên bên phải tuốt phía trên đó, thì thấy cái mũi tên không? Thì quý anh chị em chỉ cần click vô cái mũi tên đó, sẽ thì quý anh chị em thấy những cái tin mình muốn, những cái video á, nó sẽ hiện ra ở trên cái trang này. Mình chỉ download thôi. Thí dụ như bây giờ mình muốn download cái phần thứ nhất này, thì bây giờ mình chỉ trong cái trang này nó chỉ có ba cái video thôi, thì quý chị em chỉ download thử một cái chị nữa. Ok, thì đây download cái star này theo, thì ok, rồi save your desktop thử coi. Coi nó nói gì. Ok, nó download rồi, xong rồi không? Xong quý anh chị em chỉ mở ra thôi. Coi có này là cái gì. Ok, so, cái này thật sự là cái video của President Trump's name Mick Mulvaney acting chief of staff. Ok, so trong video này nó có trong cái trang này á, thì nó có ba cái video hiện ra, ba video. Còn mình muốn coi cái video khác á,
mình muốn download cái video mà nằm ở trang khác thì mình vô cái trang khác thôi. Ok, thì ở đây nè, trong cái trang này nó chỉ có ba cái video, cho nên khi mà mình click trên chỗ mũi tên này thì nó chỉ hiện lên ba cái video thôi. Thì mình thật sự ở đây nó không có hiện ra cái tên rõ, cho nên mình không biết cái video nào hết, cho nên mình nhìn thứ tự thì mình biết chưa. Còn không thôi download xuống thì cũng được nha, rồi nhìn nhìn cái tên thì mình biết là cái video tên gì thì mình download xuống thôi, nó dễ cực kỳ à. Vì dẫn tỷ qua qua cái Pelosi Next Challenger. Ok, bây giờ cái video chính của nó là What Pelosi's 4-year term limit deal mean for House Democrats. Ok, thì quý anh chị thấy cái mũi tên này không, cũng vô cái mũi tên đó nữa, click vô mà thấy không, Pelosi next challenge e-government in something rồi. Ok, rồi hết chữ star. Ok, rồi rồi say nữa. Đây nó nói Pelosi next challenge governing liberal in an area of divide government. The Washington Post says. Rồi xong khi mà say á, mình dĩ nhiên mình biết chỗ nào rồi phải không? Rồi xong bắt đầu check có phải cái video mình muốn không? I feel very comfortable about what they are proposing, and I feel Say. very responsible to do that, whether it passes or not. Easy, right? Pelosi next challenge. Pelosi next challenge. Challenge is governor liberal in an era of divided government. Okay. So same thing with những cái website khác. Okay. So cảm ơn quý anh chị theo dõi cái phần chỉ dẫn hôm nay. Và hẹn gặp lại các anh chị lần sau. Nếu mà muốn biết học thêm thì có gì subscribe and comment dưới cái channel này. Ok. Thank you and goodbye. Hello quý mấy chào quý anh chị em. Sau đây là cách download mà easy and popular nhất.